Trước tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang lên phương án cho phép học sinh trở lại học trực tiếp trong thời gian tới. Hiện các công trình xây dựng trường học trên địa bàn thành phố đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện đón học sinh. Nhiều năm qua, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi luôn là điểm nóng tuyển sinh đầu cấp của quận Liên Chiểu. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày thấp. Năm học này, nhà trường được quận đầu tư khối nhà mới, tỷ lệ học 2 buổi một ngày đạt 100%. Những ngày này, công trình đang được gấp rút triển khai, dự kiến sẽ hoàn thiện vào giữa tháng 10. Nhà trường thì cũng đề xuất đối với lãnh đạo để mà đôn đốc các đơn vị thi công để sớm hoàn thành và bàn giao cái công trình để cho nhà trường sắp xếp. Về phía nhà trường thì cũng đã chủ động có kế hoạch phân công đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường để tổ chức tổng dọn vệ sinh toàn trường. Thời gian qua, ngành giáo dục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi một ngày, xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm bàn ghế, máy tính, thiết bị phòng học ngoại ngữ, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6, phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, thì được sự quan tâm của thành phố, của quận, thì nhà trường cũng đã xây dựng một cái block dãy mới 3 tầng với 22 phòng học phục vụ cho các em học sinh năm học mới. Kết hợp với cái dãy mới đã được xây dựng năm ngoái, thì nhà trường thời điểm này được 26 phòng học khang trang, mới 100%. Hơn một tháng ngừng các công trình xây dựng để phòng chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các công trình trường học. Ngay sau khi thành phố cho phép hoạt động, các công trình đã đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện trước khi học sinh đến trường trở lại. Các trường học được sử dụng làm cơ sở cách ly cũng đã được bàn giao về lại cho trường để tiến hành vệ sinh, dọn dẹp, khử khuẩn đón học sinh. Đến thời điểm hiện tại thì các trường cũng đã chuẩn bị những cái cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như bàn ghế, và tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải hoàn tất các cơ sở vật chất đảm bảo sạch sẽ, an toàn để các em học sinh yên tâm khi đến học. Đối với các đơn vị trường học thực hiện dạy học 2 buổi trên một ngày đối với học sinh tiểu học thì các quận huyện cũng đang cố gắng rà soát và đảm bảo cơ sở vật chất. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, dự kiến thời gian học sinh trở lại trường học trực tiếp sớm nhất từ ngày 15 tháng 10, phương án ưu tiên cho một số khối lớp đi học trước hay toàn bộ học sinh đến trường đang được cân nhắc cẩn trọng.